Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 10. Như vậy thì trong các clip trước, thầy đã quay xong cho các em ở cái chương 2 rồi đúng không nào? Cũng như là thầy cũng đã cho các em một cái đề kiểm tra một tiết để chúng ta tham khảo. Còn thầy cũng đã nói trước rồi mà, tại vì thầy cũng không biết là nó có phù hợp với từng vùng miền của các em hay không. Và từng tùy theo cái điều kiện chúng ta có học là trường chuyên hay là chúng ta học ở ban nâng cao hay vân vân thì các em phải thông cảm. Thế ở đây là thầy cố gắng hết sức để theo các em ở cái khóa 2K3 để ta đi đến cái đích tận cùng của thầy. Thầy đang đặt ra đó chính là lớp 12. Như vậy thì chúng ta muốn mà thầy đi đến với các em cái đích tận cùng với lớp 12 và thầy sẽ ôn thi đại học cho các em thì các em phải gì? Thầy chỉ nhờ thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta xem hoàn toàn miễn phí đúng không nào? Thì chúng ta cũng comment tích cực này, rồi like, share các kiểu cũng là điều rồi chia sẻ dùm thầy và click quảng cáo ủng hộ thầy vậy thôi. Còn thời gian công việc của thầy là thầy sẽ tự sắp xếp, biết rằng là thầy bận như thế nhưng thầy cũng sẽ quay cho các em đầy đủ để chúng ta học. Còn riêng toán đại và toán hình thì gần như thầy quay đã tới cuối học kỳ 1 rồi. Thầy chỉ việc quay ở môn toán hình ở phần ôn tập và sau đó chuyển sang ôn tập học kỳ 1 và thầy sẽ cho đề thi học kỳ 1 nữa là ok. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đề 3 ở học kỳ 2. Ok, và thầy hứa là thầy sẽ quay sớm cho các em. Các em rõ thế nào? Đó. Rồi, như vậy thì ở trong cái chương 3 này chúng ta sẽ được học đó chính là cái chương liên kết hóa học. Đó, liên kết hóa học thì ở trong cái chương trình trung học cơ sở chúng ta cũng trong cái chương trình hóa hữu cơ đó các em. Hóa hữu cơ thì chúng ta cũng đã biết được cái sự liên kết giữa các nguyên tử trong một cái phân tử rồi ha. Thì ở trong cái chương này chúng ta được học là liên kết gì các em, liên kết ion này ha, liên kết cộng hóa trị. Còn qua cái chương 4 chúng ta sẽ chuyển sang đó chính là phản ứng oxy hóa khử. Xong cái chương 4 này chúng ta sẽ tiến hành ôn tập và thi học kỳ 1. Tại vì cái phân phối chương trình thì thầy đã nắm rồi nên các em cứ yên tâm và thầy tự sắp xếp và phân phối thời gian của thầy để quay sao cho nó hợp lý nhất là được. Nhưng mà trong tuần này thầy sẽ quay hóa hết chứ không có toán ra rồi nha. Tại vì toán nó đã tới học kỳ 1 rồi. Ok. Rồi. Nó đã có sẵn hết trong kênh rồi các em. Còn sinh thì cô đã quay cho các em học kỳ ôn tập học kỳ 1 rồi và chuẩn bị ôn tiếp vào clip nữa rồi sẽ đưa cái đề thi cho các em nữa là ok. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem các cái hình này nha. Đây các em. Như vậy thì đây chính là các cái mô hình đặc của các cái phân tử. Ở đây là gì các em? Đây là khí metan này. Như vậy thì ở đây một cái màu trắng này. Đây là gì? Biểu thị là đây là một nguyên tử hydro và một cái màu đen đây là cái gì đây? Cái này chúng ta học đây gọi là orbital này các em. Orbital nguyên tử. Orbital nguyên tử. Như vậy thì ở đây là có một nguyên tử carbon liên kết với gì? Bốn nguyên tử hydro, được chưa nào? Đây, những nguyên tử acylchlorhydrid thì HCl thì một nguyên tử hydro liên kết với một nguyên tử clo này. Còn ở đây là phân tử, tất cả đều là phân tử hết em. Như vậy phân tử clo thì ở đây là đọc là phân tử clo, còn nếu không có số 2 ở đây thì đọc là nguyên tử ha, nguyên tử. Tại vì chúng ta học ở chương trình lớp 8 ta biết nguyên tử là gì, phân tử là gì rồi. Ok, được chưa nào? Như vậy đây chính là hai nguyên tử clo ha. Đây chính là cái phân tử CO2 khí các carbon dioxide ha, hay gọi là khí carbonic các em. Thì cứ một nguyên tử carbon sẽ liên kết với hai nguyên tử hydro nhá. Ở đây là gì các em? Ethan ha, ethan. Nó nếu cái này tác dụng với gì các em? Tại vì hóa hữu cơ ấy, thì chúng ta đã được học ở cái chương trình học kỳ 2 của năm lớp 9 rồi. Tại vì thầy trực tiếp dạy cho các em nên là thầy rất rất là hiểu ở vấn đề đó. Còn ở đây chúng ta lên lớp 10 chúng ta sẽ đi sâu, đào sâu cái trật tự liên kết của nó như nào, thứ tự như nào vân vân. Thì một tí chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ biết ion rồi cation, anion vân vân ha. Nó sẽ đi sâu nhưng mà cơ bản ở đây chúng ta phải học, chúng ta phải lớp 8 và lớp 9 chúng ta phải cực kỳ chắc thì lên cấp 3 thì chúng ta học rất là dễ dàng. Chứ mà ở dưới trung học cơ sở mà chúng ta học chưa chắc thì chắc chắn lên cấp 3 này sẽ không học nổi các em ạ. Thầy nói thật sự. Và thầy cũng nói luôn là nếu như bạn nào bị mất gốc ấy, thì các em có thể đăng ký cái chuyên đề vô cơ nhé. Vô cơ cũng như là hữu cơ của thầy ở trong khóa học online các em. Đó. Thì nếu như bạn nào đăng ký cả hai này thì lấy 300k thôi. Đáng lấy một cái là 200k.
nhưng mà thầy chỉ lấy hai cái thì còn 300k, thầy khuyến mãi 100k. Ok, bạn nào mà chưa có thì nhanh tay đăng ký. Và trong kênh của thầy có đường link các em nhé. Ok, hoặc là có thể gọi cho thầy trực tiếp là 034 861 0656. Thầy tin chắc rằng ở trong trong cái những cái bạn đăng ký kênh của thầy thì có rất là nhiều bạn đã mua khóa học rồi, và thầy cũng cảm ơn các em nhé. Ok, tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài đầu tiên là cái bài 12 ở trong cái chương 3 liên kết khóa học này nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài đầu tiên, đó chính là cái bài 12 các em. Bài 12 đó chính là liên kết ion, tinh thể ion. Như vậy thì trong cái bài này chúng ta sẽ nắm được giùm thầy này, thế nào là ion, ion là gì, cation là gì, anion là gì. Chúng ta phải nắm chắc giùm thầy các khái niệm đó. Khi chúng ta nắm chắc được các khái niệm đó thì chúng ta mới biết được cái cách viết cho nhường nhận các electron ở trong cái nguyên tử của nó, được chưa nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang phần 1 các em nhé. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu là sự hình thành ion này, cation và anion. Một nhỏ, chúng ta đi sang phần một nhỏ nhé. Ion, cation, anion. Như vậy chúng ta tìm hiểu ion là gì nhé. Trước khi chúng ta tìm hiểu ion là gì thì thầy sẽ hỏi này. Bây giờ chúng ta cho nguyên tử natri này. Ở đây thầy đang giảng bài để cho các em hiểu nhé. Chúng ta cho nguyên tử natri. Ở đây cái số Z, số Z của chúng ta ở đây là bằng bao nhiêu em? Của natri là bằng 11, có đúng không nào? Bây giờ người ta yêu cầu hãy tính số B và số Y của nguyên tử natri. Như vậy thì khi người ta cho biết Z bằng 11, nghĩa là người ta suy ra ở đây là Y là bằng 11 và số proton, electron bằng 11 và số proton cũng bằng 11. Y này là mang điện trừ, còn ở đây là cộng. Chứng tỏ là gì? Như vậy thì cái nguyên tử natri này có trung hòa về điện hay không? À, cái nguyên tử natri này là gì? Nguyên tử natri có trung hòa về điện, có trung hòa về điện. Vì sao nào? Vì cái số B này nó bằng cái số Y theo công thức số proton bằng số electron, chứng tỏ là cái nguyên tử natri này sẽ trung hòa về điện, vì tổng số Y bằng tổng số B. Các em hiểu nào? Nhưng ở đây chúng ta đang tìm hiểu là ion là gì, ion là gì, có đúng nào? Khi mà một nguyên tử nào đó có xu hướng nhường hoặc nhận electron thì gì? Thì nó chính là ion, nó sẽ trở thành ion ngay. Ion nghĩa là cái nguyên tử nó sẽ trở thành là nguyên tử mang mang điện, được chưa? Đó, ví dụ như natri này nó nhường một electron ha, nó trở thành na cộng, thì đây người ta gọi là gì? Cation. Thầy sẽ giảng luôn cái chỗ ta cation cho em hiểu này. Hả nào? Còn anion là gì? Nghĩa là nhận. Ví dụ clo trừ đây thì đây chính là anion. Hiểu nôm na là như vậy trước nha. Cation thì dương này, anion đây là âm này, cation đây là nhớ là dương âm này, dấu trừ này đó. Các em hiểu chưa nào? Như vậy chúng ta trở lại vấn đề là ion là gì, thì đây tại vì nó đã có sẵn ở trong sách nên thầy sẽ đánh chỗ nào thì chúng ta ghi chỗ đấy, chứ không là thầy sẽ ghi ra thì nó lại vừa mất thời gian mà cái chữ thầy nó lại xấu được em không. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi giùm thầy cái câu này vào đầu tiên giùm thầy để thể hiện ion là gì nhá. Đây thầy đọc này, nguyên tử trung hòa về điện khi nguyên tử nhường, nhường này hay là nhận này, nhường hay nhận, thầy nói nhường thì nó sẽ trở thành là dương này là cation, còn nhận nghĩa là trở thành là âm nghĩa là anion nhá. Thì nó trở thành thành phần tử mang điện gọi là ion. Ghi thầy câu này vô trước, thế nào là ion trước để chúng ta hiểu thế nào là ion. Ok, rồi bây giờ thầy sẽ giảng tới cation này. Như vậy thì sau khi mà chúng ta đã nắm được ion là gì, thì thậm chí hồi nãy ở trong quá trình giảng ion là gì thầy thầy cũng đã nói tới cái việc là cation rồi, đúng không nào? Thì cation thì đó chính là cái nguyên nguyên tử nguyên tố nào mà nó nhường electron ngoài cùng là biến đổi để tạo thành cái nguyên tử mang điện, thì đó chính là gì? Đó chính là ion dương, người ta gọi là cation. Cation. Như vậy thì ở đây các em thấy này, ví dụ này. Ví dụ như natri. Hồi nãy thầy sẽ nói là natri để chúng ta hiểu như nào. Natri thì bây giờ ảnh là ảnh trừ ra một e, nghĩa là ảnh nhường một electron ở lớp ngoài cùng thì ảnh sẽ trở thành na na cộng. Đáng lẽ là một cộng nhưng mà số 1 này chúng ta ngầm hiểu. Ha? Như vậy thì chúng ta nói na cộng này đã chính là ion dương.
y ông dương, hay còn gọi là cation. Như vậy thì các cái nguyên tử kim loại nó có xu hướng là nhường đi e trong ngoài cùng, thế nào ngoài cùng thì nó sẽ biến thành ion dương hay gọi là cation. Như vậy thì cái phần này chúng ta sẽ ghi vô giùm thầy nhé. Ta ghi ba này, để gạch đầu dòng thứ nhất là ở trên A nha, gạch đầu dòng thứ hai thầy ghi đơn giản và dễ hiểu cho chúng ta nha. Khi nguyên tử, cái này chúng ta ghi vào vở nha, khi nguyên tử kim loại nhường đi electron ở ngoài cùng thì biến thành gì các em? Biến thành ion, ion gì? Ion dương hay ion âm? Ion dương, đúng không? Hay người ta gọi là cation hay là cation đó. Thầy lấy ví dụ, ví dụ ở đây, ví dụ natri trừ một y sẽ bằng là na cộng, hay chúng ta có thể viết như này, natri nó sẽ bằng là na cộng nhường ở đây là một electron đó. Ta có hai cách viết, cái phần này chúng ta ghi vào trong vở giúp thầy nha. Các em đã hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang một số ví dụ nha. Ta đi sang một số ví dụ. Như vậy thì ở đây chúng ta có ví dụ một này em này. Ví dụ như li-ti ha, nguyên tử li-ti. Nguyên tử li-ti thì ở đây Z là bằng 3. Thì cấu hình electron thì nó có một electron ở lớp ngoài cùng. 1s2, 2s1 ha, có một electron lớp ngoài cùng này. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì nghĩa là li-ti này nó sẽ dễ nhường bao nhiêu electron các em? Nó nhường một electron giống như natri hồi nãy mà thầy đã viết rồi đó. Các em hiểu không nào? Như vậy thì ở đây anh có một electron lớp ngoài cùng này thì anh sẽ nhường electron này. Nhường electron này để anh trở thành là gì? Li-ti cộng 1s2, nghĩa là cái anh này ở phần này là anh nhường rồi này. Đó, đây. Thì người ta có thể viết là gì? Li-ti nó sẽ tạo thành là gì? Li-ti cộng và cộng ở đây là e, nghĩa là chúng ta hiểu như thầy là 1e. Cái số 1 ở đây chúng ta ngầm hiểu. Tương tự như vậy thì ở đây cái thí dụ 2. Cái thí dụ 2 thì natri thì nãy thầy làm rồi. Đối với magie, magie thì nó có hai nguyên tử thầy nói hai electron ở lớp ngoài cùng thì anh nhường đi cho hai electron là ở đây trở thành magie 2 cộng. Nhôm là có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng? Có 3. Thì ở đây các em ngầm hiểu thầy là cái hóa trị. Tại vì năm học lớp 8 ta được học ở hóa trị rồi, ví dụ natri hóa trị 1 này, magie hóa trị 2, nhôm hóa trị 3 thì tương ứng cái hóa trị đấy chính là cái số electron lớp ngoài cùng, hiểu nào? Như vậy thì magie ở đây có hóa trị 2 thì nó nhường 2e này. Đây nhường 3e thì trở thành là magie 2 cộng và nhôm 3 cộng. Không? Ok, như vậy thì các cation kim loại được gọi theo tên kim loại, ví dụ như là na cộng thì gọi là cation natri. Không? Còn ở đây là magie thì chúng ta gọi là gì? Cation magie, đây là cation nhôm, được chưa nào? Ok, các em hiểu chưa nào? Đó chính là cation. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua anion nhé, anion. Như vậy thì nãy chúng ta đã hiểu là ion là gì rồi nè, cation là gì. Bây giờ tới anion ha, thì trong quá trình giảng thầy cũng đã nói rồi, anion thì nó gọi là ion âm này, các em thấy không nào? Ion âm. Như vậy thì ion âm được tạo thành những nguyên tử nguyên tố nào? Thì thông thường là các hồi nãy là cation thì các em nhớ thầy là kim loại nha. Cái cation thì nhớ ở đây là kim loại này, nhớ dùng hai chữ kim loại là nhớ tới cation. Còn đối với anion thì nhớ dùng thầy là phi kim nha, phi kim. Như vậy thì ion âm được tạo thành từ nguyên tử nguyên tố nào? Thì thầy lấy ví dụ này, ví dụ nguyên tử clo thì anh cộng vô một e, một e thì anh tạo thành là gì? Clo trừ. Nghĩa là gì? Ở đây là ảnh nhận clo này, ảnh nhận một electron. Tại vì clo này á là ảnh để nhận để làm gì? Để xu hướng để tạo thành cái electron bền vững của khí hiếm. Tại vì anh này là 7e thì nhận cho 1e nữa. 1e nữa thì tạo thành là 8e. 8e đây chính là cấu hình electron của khí hiếm. Các em có hiểu không nào? Đó. Như vậy thì ở đây sự tạo thành anion, anion hay cũng gọi là ion âm thì chúng ta sẽ ghi giùm thầy như thế này. Gạch đầu dòng thứ ba nhé, khuyên nguyên tử phi kim nhận thêm electron thì biến thành gì?
ion âm, hay người ta gọi đó chính là anion. Bây giờ người ta ví dụ như clo cộng ở đây là một y hay là ký số 1 đi, ta ngầm hiểu nhé, tạo thành clo trừ thôi nè, hay là clo thì ở đây clo trừ cộng thay loại trừ với một y đó, trừ một y, ok đó. Rồi ta hiểu chưa nào, ta đã hiểu chưa nào. Bây giờ chúng ta đi sang thí dụ 1 nha. Ví dụ như sự tạo thành ion fluoro, ký hiệu ở đây là F trừ, từ cái nguyên tử F có số lượng nguyên tử là Z sẽ bằng 9. Không, như vậy thì cấu hình của nó này, các em thấy 2 cộng 5 là bằng 7 này, thì anh sẽ nhận vô một e trong nữa tạo thành 8, tạo thành là cấu hình e trong của khí hiếm bền vững. Thế nào, như vậy thì ở đây anh nhận vô thì anh trở thành là 1S2, 2S2 và 2B6 này. Như vậy 2 cộng với 6 này thì bằng 8. Đây, thấy em thấy đây chính là cấu hình e trong khí hiếm. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là đây chính là cái số e trong lớp ngoài cùng của fluor chưa nhận. Bây giờ anh nhận một e thì nhận vô để anh ráp vô chỗ đây, thì tạo thành là 8 e trong lớp ngoài cùng, là tạo thành cái cấu hình e trong bền vững nhé. Đây, và chúng ta có thể biểu thị như thế này. Fluor cộng với 1 e tạo thành là fluor trừ. Ok. Giống như nãy thầy viết của clo thôi. Có được chưa? Ok, như vậy thì ở đây chúng ta có là cái thí dụ 2. Những nguyên tử phi kim có lớp ngoài cùng 5 6 7 tương ứng nè. Ha. Thì ảnh thụt lùi là nghe, ví dụ 7 này ảnh nhầm 1 thì ảnh ra được là trừ, còn nếu 6 này á thì là 2. 2 trừ mà 5 này là 3 trừ, kiểu thế. Như vậy thì clo, ví dụ clo này, anh cộng 1 e, tại vì anh đây là 7, 7 e ngoài cùng nên anh nhận 1 e, thì anh là clo trừ, nghĩa là ngay đây ngầm hiểu là số 1. Còn nguyên tử oxy, nguyên tử oxy thì anh là bao nhiêu? 6 e ở ngoài cùng, thì anh sẽ nhận là 2 e nữa để trở thành là 8 e, thì anh ghi là khi anh nhận bao nhiêu e thì nó là bấy nhiêu trừ, gọi là âm anh em. Ok, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2 nhé. Ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử. Bây giờ chúng ta những cái phần này là những cái khái niệm nó cũng khá là mới mẻ các em. Nếu như các bạn mà học ở các trường chuyên ở trung học cơ sở thì những cái phần này thì có thể chúng ta đã biết và tiếp xúc rồi. Nhưng đối với những cái bạn mà học ở những trường bình thường gọi là không phải trường chuyên đấy em, thì chắc những khái niệm này nó còn khá là mơ hồ nha. Ok. Rồi, ta đi sang phần 2 đó chính là ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử. Ngay từ cái đầu đề thì chúng ta đã biết được khái niệm luôn. Đơn là mấy anh? Đơn là một nguyên tử. Không? Như vậy thì ion đơn nguyên tử là các ion tạo nên từ một nguyên tử, các anh không? Đơn này, đơn là một nguyên tử. Ví dụ như các cation, ví dụ li cộng này, na cộng này. Đây gọi là gì? Cation li ti hay là cation natri ha, là cation gì, cation magie, đây là cation nhôm, không còn dù anion fluoro này, ok thì nó đơn, nhớ đơn là một này, còn đa là gì, là nhiều nhóm, không như vậy thì ion đa nguyên tử là những nhóm nguyên tử mang điện tích dương hay là điện tích âm. Ví dụ như cation amoni, từ nay trở sau các em thấy nếu như ở ở cái gốc NH3 thì nó là ammoniac, nhưng mà ở đây á thì chúng ta đọc NH4 cộng lên chính là ammoni, cation ammoni, không hoặc là anion hydroxit, cái nhóm này là hydroxit này, còn cái nhóm NH4 này ở trung học cơ sở chúng ta đã biết đọc nó là ammoni, ví dụ ammoni nitrat, ví dụ NH4 NO3 chẳng hạn, ha, hoặc là ammoni ở cái gốc này chúng ta được biết là nó chính là gốc sinh phát, là gốc này nhớ nó có hóa trị 2 này, nên ở đây nó ký hiệu là 2 trừ này, anh đây cái hóa trị 1 là 1 trừ thì cái số 1 ngầm hiểu này, cái gốc ammoni này cũng có hóa trị 1 nên là nó cộng này, em hiểu chưa? Đó, như vậy thì vừa rồi thầy trong clip này thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở thế nào là gì, ion này, cation này, anion này nha, ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử và biết cách lấy ví dụ, có được chưa nào? Trong clip sau thì thầy sẽ quay và up tiếp cho các em ở cái phần 2 và phần 3 La Mã. Ok, để chúng nào.
Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo vào ngày mai nha. Thì thầy sẽ up cũng thời gian cũng là 19 giờ. Thì chúng ta cứ đúng cái thời gian đó chúng ta lên là sẽ có video của thầy nha. Ok, ở đây là thầy để là tiết 1, ngày mai là tiết 2 và tiết 3 chắc chắn là tiết bài tập. Ok, xin chào các em nha. Nhớ like, comment, share các kiểu đa điều giúp thầy, rồi chúng ta đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những video, những cái thông báo mới nhất từ kênh của thầy các em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em nha.